Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Mọi tội lỗi phải suy phục danh ấy giờ này. Tôi kêu danh của Chúa Giêsu trên tất cả bạn trên giờ này. Tôi công bố danh của Chúa Giêsu trên tất cả bạn trên giờ này. Và mọi quyền lực, mọi tối tâm, mọi tội lỗi, mọi điều gì không đẹp lòng Chúa phải suy phục danh Ngài giờ này. Tôi nói chúng nó phải suy phục danh Ngài giờ này. Tất cả mọi miệng lưỡi phải suy phục, mọi đầu gối phải quỳ xuống, mọi loài người hay thiên sứ cũng đều tôn Ngài là Chúa, là vua, là đấng quyền năng. Cho nên tôi nói với bạn chị em, danh của Chúa đang ở đây. Và khi anh chị em kêu danh của Ngài, anh chị em được cứu, anh chị em được giúp đỡ, anh chị em được chữa lành, anh chị em được ban phước, anh chị em được nâng lên. Anh chị em ơi, hãy kêu danh Giêsu trên đời sống của mình giờ này. Mỗi một người đừng làm thinh. Hãy kêu danh Chúa Giêsu trên vấn đề của mình giờ này. Anh em đang gặp khó khăn về điều gì? Hãy kêu danh của Chúa trên vấn đề của mình giờ này. Anh em đang gặp khó khăn về bất cứ lĩnh vực nào, tài chánh, gia đình, sức khỏe. Hãy kêu danh của Chúa trên vấn đề của mình giờ này. Anh chị em làm đi ạ. Cầu nguyện đi anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cầu nguyện đi. Đừng làm thinh. Đừng làm thinh, đây là cơ hội để chúng ta cầu nguyện. Đừng làm thinh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Và tất cả những anh chị em theo dõi hội thánh cũng hãy cầu nguyện với hội thánh giờ này. Chúa ban phước cho anh chị em. Bất kể nơi nào anh chị em đang ở, bất kể anh chị em kết nối với hội thánh bằng phương tiện gì, Chúa ở cùng với anh chị em giờ này. Chúa chạm lòng anh chị em giờ này. Chúa ban phước cho anh chị em giờ này. Hãy cầu nguyện cùng với chúng tôi. Hãy cầu nguyện anh chị em, cầu nguyện. Chúng tôi ở đây, anh chị em ở đó, Chúa ở cùng với tất cả chúng ta. Bởi đức tin chung, Chúa chạm tâm lòng anh chị em. Chúa ở trong gia đình của anh chị em. Chúa ở trong phòng cầu nguyện của anh chị em giờ này. Hãy kết nối với hội thánh. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời khắp mọi nơi trên đất nước này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời khắp mọi nơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy kết nối. Thánh Linh Chúa đang ở đây. Hãy kết nối với Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy kết nối với Ngài. Hỡi tất cả những người nam người nữ ở khắp mọi nơi, ở trong khán phòng này hay ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, khi hiểu và nghe được lời cầu nguyện này, hãy kết nối với Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy kết nối với Chúa của muôn Chúa giờ này, Vua muôn vua. Kết nối với đấng chí cao giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Anh chị em được phước giờ này, được phước giờ này, được phước giờ này. Tôi lấy danh của Chúa kêu trên anh chị em. Tôi lấy danh của đấng toàn năng để kêu danh ấy trên anh chị em giờ này. Ngài ngự trên anh chị em giờ này. Ngài ngự trong tấm lòng của anh chị em giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi tuyên bố rằng mọi thế lực phải suy phục danh của Giêsu. Mọi thế lực, mọi quyền lực, mọi bóng tối, mọi điều gì không đến từ Đức Chúa Trời, mọi điều gì làm hại anh chị em đều phải suy phục danh Chúa Giêsu giờ này. Suy phục danh Chúa Giêsu giờ này. Suy phục danh Chúa Giêsu giờ này. Oh hallelujah. 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 Nữa đi anh chị em, nữa đi. Điều gì đang quấy rối đời sống anh chị em, hãy kêu danh của Chúa trên điều đó. Điều gì đang ngăn trở anh chị em, hãy kêu danh Giêsu trên điều đó. Tôi nói rằng ai kêu danh Chúa thì được cứu, đó là lời của Ngài. Ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu, đó là lời của Ngài. Đó là lời của Ngài. Đó là lời đời đời không thay đổi của Ngài. Tôi nói anh chị em, hãy kêu danh của Chúa trên bệnh tật của mình. Hãy kêu danh của Chúa trên vấn đề của mình. Hãy kêu danh của Chúa trên con cái của mình. Hãy kêu danh của Chúa trên bất kỳ điều gì mà anh chị em thấy rằng nó không được như ý. Hãy kêu danh Ngài, kêu danh Ngài. Giêsu ơi, thương xót. Giêsu ơi, thương xót. Giêsu Nazareth ơi, thương xót. Giêsu Nazareth ơi, giúp đỡ con. Giêsu người Nazareth ơi, hãy giúp đỡ con, giúp đỡ con, giúp đỡ con, giúp đỡ con. Kêu cầu lên chèm. Nữa, cả hội thánh ơi, lớn tiếng lên. Người mù Ba-ti-mê đã hét lên và cả đoàn dân 5.000 người phải nghe tiếng của ông. Khi chúng ta hết lòng kêu vang đến Đức Chúa Trời,
Đấng trên trời cao sẽ nghe nhu cầu của chúng ta. Đấng trên trời cao sẽ đối thương chúng ta. Đấng trên trời cao sẽ chữa lành chúng ta. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Nhà ngài là nhà cầu nguyện. Những anh em trên livestream hãy cầu nguyện, hãy kêu lớn tiếng danh Giêsu, hãy kêu lớn tiếng danh Giêsu, hãy kêu danh ngài, kêu danh ngài, kêu danh ngài. Ngài là đấng giúp đỡ chúng ta. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Tôi công bố trong danh quyền năng của Chúa Giêsu, mọi thế lực tối tăm phải suy phục danh Giêsu người Nazareth giờ này. Mọi con quỷ phải suy phục danh Giêsu người Nazareth giờ này. Mọi bệnh tật phải suy phục danh Giêsu người Nazareth giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi bẻ gãy toàn bộ những thứ gì cản trở anh chị em. Tôi bẻ gãy toàn bộ những thứ gì đang cầm buộc đời sống anh chị em. Tôi bẻ gãy nó giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. In Jesus mighty name, hãy tự do. In Jesus mighty name, hãy tự do. In Jesus mighty name, hãy được kết nối với Thánh Linh giờ này. 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 Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Thần của Ngài giờ này, thần của Ngài đổ xuống giờ này, thần của Ngài ngự xuống giờ này, thần của Ngài ngự xuống giờ này, thần của Ngài ngự xuống giờ này. Kết nối, 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 kết nối giờ này. In Jesus mighty name, in Jesus mighty name, toàn bộ các thế lực, các chủ quyền, toàn bộ các vua chúa mờ tối, toàn bộ các thần dữ trên trời, ta trói buộc bây giờ này, ta trói buộc bây giờ này. In Jesus mighty name, hãy ra khỏi người của ta, hãy rời khỏi hội nhóm này, hãy rời khỏi nơi thờ phượng Chúa này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, để dân sự của Chúa được phước giờ này, dân sự của Ngài được phước giờ này, dân sự của Ngài được phước giờ này. Oh hallelujah. Đầy dẫy Thánh Linh, đầy dẫy Thánh Linh, đầy dẫy Thánh Linh, đầy dẫy Thánh Linh. Hãy được kết nối giờ này, kết nối giờ này, kết nối giờ này, kết nối giờ này, kết nối với Thánh Linh của Đức Chúa Trời giờ này. Hỡi những anh em trên livestream, hãy kết nối với Thánh Linh của Đức Chúa Trời giờ này. Hãy kết nối bằng cách tạ ơn, kêu vang, thờ phượng, chúc tụng danh Ngài giờ này. Kết nối với Thánh Linh bằng cách thờ phượng Ngài, lớn tiếng cảm tạ Ngài, lớn tiếng tin cậy Ngài, lớn tiếng tôn vinh Ngài. Kết nối với Thánh Linh, kết nối với Thánh Linh, kết nối với thần của Đức Chúa Trời. In Jesus mighty name. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúa chạm anh chém giờ này, Chúa chạm anh chém giờ này, Chúa chạm anh chém giờ này, Chúa chạm anh chém giờ này. Thần Ngài tuôn đổ giờ này, tuôn đổ giờ này, tuôn đổ giờ này, tuôn đổ giờ này, tuôn đổ giờ này. Thần của Đức Chúa Trời tuôn đổ giờ này, tuôn đổ giờ này, tuôn đổ giờ này. Oh tràn đầy, tràn đầy, tràn đầy, tràn đầy. In Jesus mighty name. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh hallelujah. Tôn cao Ngài, tôn cao Ngài, tôn cao Ngài, tôn cao Ngài, tôn cao Ngài. Chúng ta cùng nhau tôn cao Chúa của chúng ta. Tôn cao, tôn cao, tôn cao danh thánh của Ngài. Chúng ta cùng nhau thờ phượng và chúc tụng Chúa của chúng ta. Oh hallelujah. Oh vua của vua, Chúa muôn chúa, thần của mọi thần. Giêsu hằng sống nơi đời, Giêsu sống nơi đời, Giêsu ngự trên ngôi cao sang, Giêsu đang chúc mừng nơi đời, vua của vũ trụ này, đấng hằng sống nơi đời, mọi quyền năng thuộc về Ngài, mọi năng lực thuộc về Ngài, mọi tôn quý thuộc về Ngài, mọi mệnh
Ngài, chúc lòng Ngài, chúc lòng Ngài, chúc lòng Ngài. Ngợi khen danh Ngài, ngợi khen danh Ngài, ngợi khen danh Ngài. Hãy thờ phượng, thờ phượng, thờ phượng Ngài. Ôi Giêsu ơi, Ngài ngự giữa hội thánh của Ngài. Ngài ngự giữa hội thánh của Ngài. Chúc tụng và nghĩ về những việc quyền năng của Ngài thì không một thế lực nào khiến cho chúng ta vô tín và sợ hãi được Ngài. Hãy biết rằng Đấng ở trong anh em lớn hơn mọi kẻ trong thế gian này. Đừng sợ, đừng sợ và đừng sợ. Sự sợ hãi dẫn chúng ta đến sự vô tín và tê liệt toàn bộ mọi hành động. Nhưng đức tin nơi Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta nhận được ơn phước và kết nối với chính Ngài. Và anh em ngày càng mạnh hơn. Sống ở giữa thế giới này, chúng ta cần đức tin để đắc thắng. Cho nên chị em, không có cách nào khác để chúng ta có một đức tin mạnh mẽ ngoại trừ việc hãy kết nối với Đức Chúa Trời một cách thường xuyên, sáng, trưa, chiều, tối.
kết nối với Ngài bằng cách gì? Dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau. Hãy hết lòng hát ngợi khen Ngài, phàm làm việc gì cũng hãy tạ ơn Ngài, làm việc gì cũng nhân danh Ngài mà làm, như làm cho Chúa. Anh em ơi, bằng cách đó tấm lòng của chúng ta liên tục giữ kết nối, và Satan không có chỗ nào để xen vô hết. Bệnh tật không có chỗ, thiếu thốn không có chỗ, sợ hãi lo lắng xung đột không có chỗ. Thế là anh em mình sẽ được an toàn trong Chúa. Amen ạ. Đó là cách. Vì vậy sứ đồ Phaolô luôn dặn chúng ta hãy đầy dẫy Thánh Linh bằng cách gì? Liên tục thờ phượng, kết nối với Chúa. Đó là cái điều mà chúng ta thấy trong lời Ngài, phải không chị em? Rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên tôi gửi những lời đó cho anh chị em mình, cũng như cho tất cả những anh chị em đang theo dõi Hội Thánh trên live stream. Cái bí quyết của một đời sống mạnh mẽ là liên tục giữ kết nối với Đức Chúa Trời. Vậy thôi cho cả về đó. Ngày đêm trưa chiều tối cứ đó. Đúng không ạ? Mình ở với người mạnh, mình sẽ mạnh. Mình liên tục ở với người khôn, mình sẽ khôn. Liên tục ở với người thông minh, mình sẽ thông minh. Đúng không ạ? Cho nên cái điều mà Satan nó có thể hành hại con cái của Chúa được là gì? Nó không có quyền gì hết á, nhưng nó lừa giỏi lắm. Nó lừa chúng ta, nó móc chúng ta ra. Chúng ta đang ở trong nhà Chúa, nó móc ra thế gian, nó cho nếm chút này chút nọ chút kia, nếm xong rồi trúng độc là nó giết chết liền. Đúng không? Đó là cách của nó. Cho nên anh chị em, đừng để cho hoàn cảnh giết chết mình, nhưng hãy đi trên hoàn cảnh. Đừng để nan đề khiến mình sợ hãi, nhưng hãy bước đi trên nan đề. Đừng để ma quỷ dọa dẫm, bệnh tật dọa dẫm mình, nhưng hãy nhân danh Chúa hủy diệt chúng nó. Amen chị em. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Hãy ngợi khen Chúa Giêsu của chúng ta. Tôi nói là tất cả chúng ta cần sự giải cứu. Tại sao? Bởi vì đơn giản, tôi và bạn chị em không ai là không có quá khứ. Ai cũng có hết đó. Bất kể anh chị em sinh ra ở đâu, gia đình nào, đất nước nào, nói tiếng gì, màu da gì, anh chị em luôn có một quá khứ trước khi Chúa Giêsu bước vào tấm lòng anh chị em. Và chúng ta phải được giải cứu khỏi cái quá khứ tội lỗi sai lầm đó. Và có thể tội lỗi sai lầm đó nó nằm trong một trong bốn những điều tôi vừa kể cho anh chị em. Anh chị em hãy suy nghĩ đi, trước khi chúng ta cầu nguyện, đúng không ạ? Tôi cho anh chị em một phút để mình suy nghĩ trước khi mình cầu nguyện. Và tôi tin rằng buổi trưa hôm nay Đức Chúa Trời sẽ giúp anh chị em, giúp anh chị em trên mạng, cũng như giúp anh chị em đang có mặt ở nơi này, để giải quyết vấn đề của mình. Bất kể ai đang ngồi đây là những người mà thấy đời sống của mình không có sự thăng tiến, thấy đời sống của mình không có sự thảnh thơi hài lòng, thấy đời sống của mình còn bị trói buộc bởi nhiều điều như bệnh tật, thất bại, nợ nần, xung đột, thấy đời sống của mình còn bị trói buộc bởi những ác mộng, những giấc ngủ không bình an, bởi những thói hư tật xấu như nghiện ngập, rồi là dâm dục ô uế, nghiện ma túy, nghiện thuốc lá, thuốc lào mà không bỏ được. Nó luôn cuốn mình đến những cái điều không hay, không đẹp, không tốt. Anh em ơi, những người đó phải suy nghĩ một cách nghiêm túc. Phải chăng anh chị em đã không tha thứ cho ai đó? Phải chăng anh chị em đang sợ hãi điều gì đó? Phải chăng anh em đã từng hoặc đang có những đời sống tình dục luôn tuột? Phải chăng anh em đã từng đến và nhờ cậy ma quỷ? Hãy kiểm tra đi, kiểm tra đi, kiểm tra đi, trong danh Chúa Giêsu, hãy kiểm tra nó và bắt đầu cầu nguyện cho em nhé. Tôi mời tất cả thánh đồng đứng. Nào, hướng lòng về Chúa và kiểm tra. Đây là lúc mình xưng ra. Đây là lúc mà anh chị em nào đang cảm thấy cuộc đời của mình chưa hài lòng thì mình xưng ra. Đơn giản là mình xưng ra, kiểm tra và xưng ra. Tôi công bố danh Chúa Giêsu ở nơi này, và mọi quyền lực phải thuận phục danh Chúa Giêsu.
Tôi công bố danh của vua muôn vua ở nơi đây, danh của đấng được sức giàu ở nơi đây, và mọi quyền lực, bất kể quyền lực nó là gì, phải thuận phục danh đó. Bắt buộc phải thuận phục, không có lựa chọn. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, mọi quyền lực của Satan và ma quỷ, dù đó là xung đột cay đắng thù hận, dù đó là sợ hãi phiền muộn lo âu, dù đó là linh tình dục dâm dục ô uế, hay dù đó là tà thuật, dù đó là Satan ma quỷ và các sự lừa dối tôn giáo bùa chú giả mạo, đều thuận phục danh Chúa Giêsu giờ này. Tôi công bố sự sáng Chúa ở đây. Rồi, sự sức giàu Chúa đang ở đây. Khi anh chị em xưng nó ra, Chúa bắt đầu hành động. Khi anh em chỉ đơn giản xưng ra, anh em xưng ra nha, xưng ra miệng nha, đừng làm thinh. Anh em nào đang gặp rắc rối đó, xưng ra miệng và đừng làm thinh. Anh em cứ nói đơn giản trong danh Giêsu, ta từ chối mày, hỡi linh của sự không tha thứ và hận thù. Ví dụ vậy, ta từ chối mày, ta quyết định tha thứ cho người này, người này, người này. Ta giải phóng linh hồn ta buổi sáng này. Anh em cứ nói như vậy. Hoặc là sợ hãi chẳng hạn, anh em xưng ra, ta từ chối mày linh sợ hãi, ta không chấp nhận mày tồn tại trong tâm hồn ta, trong lý trí ta, trong cảm xúc của ta. Ta từ chối cái tai nạn từ đó, ta từ chối cái sự bạo hành, ta tha thứ cho những người bạo hành ta, ta tha thứ cho những người lạm dụng tình dục ta, ta tha thứ cho tất cả những người đó. Ta được tự do hôm nay. Ta từ chối mày sự sợ hãi, ta từ chối mày linh sợ hãi. Nói ra, nói ra, nói ra. Hoặc là những linh tình dục loạn luân, những phim khiêu dâm, ta từ chối mày, ta bẻ gãy mày. Satan, ta không chấp nhận mày. Hãy ra, hãy ra, hãy ra. Ta từ chối mày những linh tà thuật bùa chú ta đã từng uống vào, ta đã từng thờ nguyện, ta đã từng kết ước, ta đã từng ăn phải, ta đã từng dính dấp với mày. Nhưng hôm nay ta bẻ gãy, hôm nay ta từ chối, hôm nay ta ngắt đứt, hôm nay ta không còn liên hệ gì với mày. Rồi khỏi đời sống ta trong danh Giêsu. Anh em nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi. Trong danh Chúa Giêsu, hỡi Satan hãy nghe đây. Hôm nay ta truyền lệnh cho mày. Hôm nay ta phá hủy mày. Hôm nay ta trói buộc mày. Hôm nay ta ra lệnh rằng mày phải rời khỏi dân sự của Chúa. Mày phải rời khỏi tất cả những người nào đang theo dõi hội thánh trên live stream nữa. Và ta ra lệnh cho mày, những linh xung đột, những linh hận thù, những linh có sự cay đắng, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Những linh không tha thứ, những linh oán hận, những linh của cái sự cay đắng, những linh của cái sự bất bình, những linh của sự đoán xét, đi ra. Ta ra lệnh mày đi ra, đi ra, đi ra. Come out. Rồi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta nói mày phải rồi, mày phải thuận phục danh Chúa Giêsu. Hỡi tà linh sợ hãi kia, những tà linh phiền muộn kia, những tà linh lo lắng bất an kia, những tà linh đã bước vào đời sống họ qua nhiều biến cố trong cuộc đời kia, ta nói mày rời đi. Ta ra lệnh mày rời đi. Những linh tình dục dâm dục ô uế kia, ta bảo mày rời đi. Những linh ngoại tình tà dâm phim khiêu dâm kia, ta ra lệnh cho mày rời. Ta công bố mày phải đi. Công bố mày phải đi. Công bố mày phải đi. Những linh ô uế nơi đền thờ kia, những linh kết ước giao ước với ma quỷ tà thuật bùa chú, tất cả những tà linh này đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Lửa thánh linh ở đây, lửa trong danh Chúa Giêsu, lửa năng quyền trong danh Chúa Giêsu, lửa năng quyền trong danh Chúa Giêsu. Ta ra lệnh cho mọi quyền lực tối tăm, mọi quyền lực tối tăm, mọi quyền lực tối tăm bị cột trói bởi các thiên sứ giờ này, tụi bay phải đứng yên và ra khỏi người ta. Đi ra khỏi người ta, đứng yên và không được làm hại thân thể người ta. Ta ra lệnh cho tụi bay, ra lệnh cho tụi bay, ra lệnh cho tụi bay. Xuất đi, xuất đi, xuất đi, xuất đi, xuất đi, xuất đi, xuất đi. Tiếp tục đi anh chị em, tiếp tục, tiếp tục. Chính anh chị em sẽ xưng ra và cắt đứt mọi khế ước. Chính anh chị em xưng ra và cắt đứt mọi thứ nào đang đeo bám đến đời sống cũ của mình. Cắt đứt hết tất cả anh em, cắt đứt toàn bộ với quá khứ anh em, cắt đứt với toàn bộ những thế lực, những thế lực Satan trong đời sống của mình. Cắt đứt anh em, đừng làm thinh, đừng làm thinh, đừng làm thinh. Nếu anh em thấy đời sống mình có vấn đề, đừng làm thinh, hãy mở môi miệng mình ra. Nhân danh Chúa Giêsu trừ khử nó, nhân danh Chúa Giêsu từ chối nó,
nhân danh Chúa Giêsu xưng ra và tống cổ nó ra khỏi đời sống của mình bằng cách nói ra. Và ma quỷ phải thuận phục danh Chúa Giêsu. Ma quỷ sẽ phải thuận phục danh Chúa Giêsu. Anh chị em cứ kêu danh Chúa Giêsu trên những vấn đề của mình, anh chị em sẽ được tự do hôm nay, anh chị em sẽ được giải phóng hôm nay trong danh Giêsu. Hỡi Satan, hỡi Satan và các quỷ sứ của mày, hỡi Satan và các quỷ sứ của mày, hỡi những linh bệnh tật ô uế kia, hỡi những uế linh kia, ta trói buộc mày, trói buộc mày, trói buộc mày, trói buộc mày, và ta ra lệnh mày đi ra, ta ra lệnh mày xuất đi, ta ra lệnh mày xuất đi, ta ra lệnh mày rơi khỏi người ta giờ này, rơi khỏi những người trên live stream giờ này, rơi khỏi những người trên live stream giờ này, rơi khỏi những người đang kết nối với hội thánh giờ này. Hỡi các quỷ hãy rời đi, hỡi những quyền lực tối tăm hãy rời đi, hỡi những quyền lực tối tăm hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nửa đêm chém, nửa đi, nửa đi, nửa đi, nửa đi, nửa đi. Sự sức giàu đang ở đây, 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 sự sức giàu đang ở đây. Thân của Đức Chúa Trời giải phóng anh chị em, thân của Đức Chúa Trời chạm anh chị em, thân của Đức Chúa Trời chạm anh chị em giờ đây trong danh Chúa Giêsu. Hỡi Satan, ta ra lệnh cho mày, những linh không tha thứ cay đắng giận hờn, hãy đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Những tà linh lo âu phiền muộn sợ hãi đi ra, những tà linh của tình dục dâm dục đi ra, những tà linh đó rời đi, những tà linh của tà thuật bùa chú lên đồng mối khoa đi ra, linh đồng cốt đi ra, những tà linh đang áp bức, đang hành hạ họ đi ra, những tà linh đang trói buộc tâm trí họ đi ra trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện đến xem, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi tuyên bố mọi quyền lực Satan phải thuận phục danh Chúa Giêsu giờ đây, phải thuận phục danh Chúa Giêsu giờ đây, và mọi quyền lực đó phải bị cột trói và rời đi giờ đây trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, hallelujah. Tiếp tục, 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 tiếp tục. Anh chị em, tôi nhắc lại với anh chị em, tất cả những ai đang thấy đời sống mình mà vẫn còn bị trói buộc trong bệnh tật, trong đau đớn, trong thất bại, trong nan đề, trong xung đột, trong đổ vỡ của hôn nhân gia đình, trên những điều mà con cái không có thuận phục ý Chúa, hay là bất cứ điều gì, anh chị em hãy cầu nguyện bây giờ. Nói chung anh hãy kiểm tra lại đời sống của mình và cầu nguyện ngay bây giờ. Chúa Thánh Linh sẽ nhắc lại, nhắc lại, nhắc lại cho chúng ta biết những quá khứ, nhắc lại cho chúng ta biết những điều ngày xưa, nhắc lại cho chúng ta biết những gì bị trói buộc trong đời sống của mình trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Tôi công bố thần giải cứu ở trên anh em giờ này, thần giải cứu trên anh em giờ này, thần giải cứu trên anh em giờ này, thần giải cứu trên anh em giờ này, thần chữa lành trên anh em giờ này, thần chữa lành đụng chạm thân thể anh em giờ này, thần chữa lành giờ này, 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 chữa lành tâm hồn, chữa lành trái tim, chữa lành thân thể giờ này trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Nửa đêm chè, nửa đi, nửa đi, nửa đi, nửa đi, nửa đi, nửa đi. Tống cổ quyền lực Satan đi ra, tống cổ quyền lực Satan đi ra, tống cổ nó đi ra trong danh Chúa Giêsu, tống cổ nó đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng chè. Nửa đêm chè, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện nữa, nữa nữa, nữa nữa. Cố gắng để Chúa Thánh Linh nhắc lại, nhắc lại, nhắc lại, nhắc lại những gì trong quá khứ, nhắc lại những gì trong quá khứ, nhắc lại những gì trong quá khứ, và ra lệnh cho nó đi. Anh chị em ơi, ra lệnh cho nó đi, ra lệnh cho nó đi, nhắc lại những điều trong quá khứ, ra lệnh cho nó đi.
dỡ bỏ mọi giới hạn trên đời sống của mình trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Đi ra, đi ra, hỡi Oa Linh, 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 đi ra, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Nó đi, nó đi, nó đi, nó đi, nó đi. Come out. Rơi, 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 rơi. Linh tà thuộc hãy đi ra. Linh kết ước với Satan hãy đi ra. Những linh nóng giận đi ra. Những linh thù hận đi ra. Những linh không tha thứ đi ra. Những tà linh sợ hãi đi ra. Lo lắng bệnh tật đi ra. Lo lắng về tương lai đi ra. Tà thuật đi ra. Bùa ngải đi ra. Quyền lực tối tâm đi ra. Trói mày Satan. 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 Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Nói đến trên. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Những anh chị em trên live stream hãy nghe. Hãy xưng ra, xưng ra. Hãy nhân danh Chúa Giêsu cắt đứt những gì ràng buộc anh chị em. Cắt đứt nó trong danh Chúa Giêsu. Bất kể nó là gì, bất kể nó là sự hận thù cay đắng không tha thứ, hay là sự lo âu phiền muộn trong tâm trí, cắt đứt nó trong danh Chúa Giêsu. Hay đó là đời sống tình dục đang ảnh hưởng anh chị em, hay đó là những quá khứ của những tình dục luông tuồng đang ảnh hưởng anh chị em, hãy cắt đứt nó trong danh Chúa Giêsu. Hay đó là những kết ước với những con quỷ, hãy cắt đứt nó trong danh Chúa Giêsu. Và nhân danh Chúa, hãy đón nhận sự tự do cho mình. Đón nhận sự tự do cho mình. Đón nhận sự tự do cho mình. Tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. In Jesus mighty name. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi công bố sự thanh tẩy ở trên tất cả anh chị em giờ này. Sự thanh tẩy bởi huyết Chúa Giêsu ở trên tất cả anh chị em giờ này. Sự thanh tẩy đã bắt đầu hành động. Hành động, 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 hành động. Anh chị em hãy nhớ, hãy nhớ là phải hoàn thành sự giải cứu của mình. Đừng làm nữa rồi. Nếu có một con quỷ muốn xuất ra, nó ra bằng đường hơi thở, đường miệng, đường nôn ói hay bất cứ đường gì, nó ra bằng những cái điều gì đó, hoặc là chỉ là một cái đức tin ở trong lòng anh chị em biết rằng nó xuất ra khỏi mình, hãy mạnh dạn công bố rằng tôi đã được tự do. Hãy mạnh dạn nói rằng tôi biết tôi đã được tự do. Tôi biết tôi đã được giải cứu. Tôi biết mày Satan đã đi ra. Mày Satan không có quyền tin ra. Hãy công bố điều đó anh chị em. Công bố, công bố, công bố. Công bố, công bố, công bố. Tôi nói rằng hôm nay là ngày tự do. Hôm nay là ngày giải cứu. Hôm nay là ngày chữa lành. Hôm nay là ngày mà dân sự của Ngài sẽ kết nối với Đấng Christ, sẽ là đầy tớ của Đấng Christ, con trai con gái của Đấng Christ. Hallelujah. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Nào, nào, nào. Những anh chị em, những anh chị em mà thấy có những biểu hiện, có những biểu hiện rằng hôm nay mình được giải cứu á, hãy lặp lại lời cầu nguyện theo tôi nha. Kính lạy Đức Chúa Trời, ngày hôm nay con đứng trước sự hiện diện của Ngài. Con biết rằng Chúa Giêsu đến là để giải cứu đời sống con, phục hồi đời sống con, chữa lành đời sống con, và cho con một cuộc sống bình an, một cuộc sống đắc thắng. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Ngay bây giờ
Con lấy đức tin để từ chối toàn bộ những tà linh nào thuộc về sự hận thù, thuộc về sự cay đắng, thuộc về sự không tha thứ, thuộc về sự sợ hãi, thuộc về sự lâu, thuộc về sự phiền muộn, thuộc về sự tà dâm, thuộc về sự ô uế, thuộc về sự kết ước với ma quỷ, thuộc về bùa chú, tà thuật, đồng cốt, bói khoa, hay bất cứ sự kết ước nào mà con đã từng vô tình nói ra với ma quỷ, ngày hôm nay nhân danh Chúa Giêsu, ta từ chối tụi bay, ta cắt đứt tụi bay, bẻ gãy tụi bay, ta loại bỏ tụi bay, bóc tách tụi bay, nhân danh Chúa Giêsu, hãy rời khỏi đời sống ta, rời khỏi linh hồn ta, rời khỏi thân thể ta, rời khỏi tâm linh ta, rời khỏi cuộc sống ta, rời khỏi gia đình ta, rời khỏi con cái ta, rời khỏi chức vụ ta, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, trong danh Chúa Giêsu, ta được tự do, ta được tự do, tự do, tự do, tự do để yêu thương, tự do để yêu thương, tự do để bình an, tự do để, tự do để vui mừng, tự do để nhân từ, tự do để, tự do để kiên nhẫn, tự do để khiêm nhường, tự do để có ơn của Chúa, tự do để phục vụ Chúa, tự do để thành công, tự do để được thịnh vượng, tự do để có gia đình êm ấm, tự do để nuôi dạy con cái, tự do để đọc lời Đức Chúa Trời, tự do để học lời, công bố sự tự do, công bố sự tự do, tự do, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, amen. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Bằng lời cầu nguyện đó, anh chị em đã bẻ gãy toàn bộ sự lúa xả nào mà Satan đã áp trên đời sống anh chị em. Nó không còn quyền gì trên anh chị em. Anh chị em được tự do. Hallelujah. Hãy thờ phượng à. Hãy thờ phượng à. Hãy thờ phượng à. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.